Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với Thời sự 24 giờ TV, kênh cập nhật những tin tức thời sự nhanh nhất, hấp dẫn nhất. Hôm nay có thông tin gì đáng chú ý, mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Tình hình mưa lũ miền Trung diễn biến mỗi lúc một phức tạp và nghiêm trọng hơn bao giờ hết, theo đó công tác cứu nạn càng gặp khó khăn khi tình trạng mưa vẫn kéo dài và lũ tiếp tục dâng cao. Sau đây mời quý vị cùng dõi theo miền Trung yêu dấu qua những tin tức được Thời sự 24 giờ TV tổng hợp. Nóng, tìm thấy 12 thi thể vụ 22 người bị vùi lấp ở Quảng Trị. 7 người gặp nạn khi cứu hộ dân ở Quảng Trị. Mưa lũ dồn dập, nhiều nơi ở Hà Tĩnh bị cô lập, một người chết. Nước lũ dâng cao, quốc lộ 1 bị chia cắt. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi thông tin đầu tiên. Nóng, tìm thấy 12 thi thể vụ 22 người bị vùi lấp ở Quảng Trị. Lúc 15 giờ trời tại hướng phùng mưa to, lực lượng cứu hộ vẫn khẩn trương tìm kiếm nạn nhân. Trung tướng Nguyễn Tân Cương cho biết, Càng vào sâu, bùn đất càng dày khiến cho việc tìm kiếm khó khăn hơn. Tại Sở Chỉ huy Tiền phương, ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, lực lượng cứu hộ phải đảm bảo an toàn, nhất là trong điều kiện thời tiết diễn biến xấu. Ông Hưng yêu cầu không cho xe dân sự vào hiện trường để đảm bảo an toàn, tạo điều kiện cho các phương tiện cứu nạn hoạt động. Trước đó nửa tiếng, chó nghiệp vụ trong trường Trung cấp 24 và bộ chỉ huy biên phòng Quảng Trị đã tìm cách vượt điểm sạt lở trên đường Hồ Chí Minh để vào hiện trường. Lúc 14 giờ, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho hay đã lệnh hai trực thăng sẵn sàng ở Đà Nẵng chờ thời tiết tốt sẽ bay tiếp cận xã Hướng Phùng đang bị cô lập, thả lương thực và thuốc men cho người dân. Hiện hiện trường vụ sạt lở có 323 người tham gia tìm kiếm nạn nhân, lực lượng cứu nạn sẽ bổ sung thêm công binh và phương tiện. Thứ trưởng Cương yêu cầu cắt cử người trên khu vực cao quan sát, đánh cảnh cảnh báo nếu phát hiện sạt lở, các lực lượng cứu hộ làm cả ca đêm để đưa nạn nhân ra sớm nhất. Hiện tại km 15 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, hai xe múc xe ủi và 35 quân nhân đang san gạt đất đá để mở đường bộ vào hiện trường. Tỉnh Quảng Trị đặt sở chỉ huy tiền phương cứu hộ cứu nạn cách hiện trường vụ sạt lở núi khoảng 2 km. Hiện đường Hồ Chí Minh nhánh Tây và hiện trường bị chia cắt không thể đi được. Hố sụt lún lớn trên con đường này ước tính đến gần 3.000 mét khối đất đá mới lấp đầy. Nhà chức trách Quảng Trị đang cho công binh lên nổ mìn ở Ta Luy Dương để lấp hố thông đường vào khu vực sạt lở. Bên trong hiện trường, nhà chức trách huy động 6 máy móc của một công ty đang thi công ở khu vực này để hỗ trợ việc tìm kiếm. Ông Hà Ngọc Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa cho hay, hiện trường gồm 3 dãy nhà, đến trưa nay thì lực lượng cứu hộ đã đào bới một dãy nhà bị sập và tìm thấy 4 thi thể. Ông Dương nói, khu vực sạt lở đất đá, cây cối tấp cao từ 3 đến 4 mét, hàng trăm người cùng 5 máy mốc đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân còn lại. Theo ông, trong sáng nay, ngọn núi phía sau đoàn kinh tế quốc phòng đã sạt lở thêm 3 lần, bộ đội phải cử người theo dõi. Khi thấy sạt thì gõ cảnh báo động cho những người tại hiện trường chạy lùi ra phía ngoài gần 200 m đợi an toàn lại thì quay vào đào bới. Lực lượng chức năng đang đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Anh Đình Phùng, nhân chứng tiếp cận hiện trường kể lại, một khối lượng rất lớn đất đá tấp lên hai dãy nhà của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337. Anh nói, hiện núi vẫn lở và sập, tiếng động ầm ầm như bom, tôi thấy đã có máy móc tiếp cận được hiện trường cùng nhiều người tham gia đào bới tìm nạn nhân. Như vậy tính đến 15 giờ 30 phút, lực lượng chức năng đã tìm thấy 12 thi thể trong số 22 cán bộ chiến sĩ của đoàn kinh tế quốc phòng 337 quân khu 4 bị núi lở vùi lấp ở xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị vào sáng ngày 18 tháng 10. Bảy người gặp nạn khi cứu hộ dân ở Quảng Trị. Trên đường đi tìm những người dân mất liên lạc, nhóm cứu hộ 6 người ở xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị gặp nạn, trong đó một người đã tử vong. Tối ngày 17 tháng 10, nhận tin 7 người dân xã Hướng Việt đi làm rẫy bị mất liên lạc. Nhà chức trách xã này tổ chức nhóm 7 cán bộ đi tìm kiếm, gồm các lực lượng công an, biên phòng và lãnh đạo xã. Trên đường đi, mưa lũ khiến một công an xã tử nạn, 4 người mất tích, hai người khác bị thương nặng là Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hướng Việt. Hiện nhóm 7 người dân đi làm rẫy vẫn chưa liên lạc được. Công tác tìm kiếm những người mất tích đang được triển khai nhưng gặp nhiều khó khăn do đường Hồ Chí Minh nhánh Tây vào xã hướng Việt bị sạt lở nghiêm trọng xã Hướng Việt cách trung tâm thị trấn Khe Xanh khoảng 50 km. Ngoài 11 người mất tích, tại xã Hướng Phùng, nhà chức trách huyện Hướng Hóa cũng đang nỗ lực tìm kiếm các quân nhân của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 bị núi sạt lở vùi lấp. Hướng Việt và Hướng Phùng là hai xã giáp nhau nằm trên cùng tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, trung tâm xã cách nhau khoảng 20 km. Ngoài ra, trưa ngày 18 tháng 10, nhà chức trách huyện Hướng Hóa tiếp cận được ngôi nhà bị đồi sạt lở vùi lấp ở xã Húc, tìm thấy tất cả 6 người trong gia đình này thiệt mạng, trong đó một phụ nữ mang bầu. Lúc 17 giờ chiều ngày 17 tháng 10, ngôi nhà này bị ngọn đồi sạt xuống vùi lấp. Xã Húc bị mưa lũ cô lập nhiều ngày qua. Đến trưa 18 tháng 10, các vụ sạt lở đồi núi ở Quảng Trị đã khiến 29 người mất tích, 10 thi thể được tìm thấy, đang tìm kiếm 19 người khác. Mưa lớn rồn rập, nhiều nơi ở Hà Tĩnh bị cô lập, một người chết. Mưa lớn rồn rập mấy ngày nay đã khiến nhiều khu vực ở Hà Tĩnh bị cô lập hoàn toàn, một người dân đi đánh cá đã tử vong thương tâm do bị nước lũ cuốn trôi. Chiều nay 18 tháng 10, trao đổi với chúng tôi, ông Phan Kỳ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, mưa lớn dồn dập từ ngày 16 tháng 8 đến nay kết hợp với nhà máy thủy điện Hố Hô xả lũ đã khiến năm xã trên địa bàn bị chia cắt cô lập hoàn toàn là Lộc Yên, Điền Mỹ, Hương Giang, Hương Thủy và Hương Đô. Trong đó có 137 hộ dân bị nước lũ tràn vào nhà, gây ngập từ 0,5 đến 1 mét. Ông Kỳ nói, Sáng nay, chúng tôi đã di rời 3 hộ dân sống cạnh bìa rừng có nguy cơ bị sạt lở đến nơi an toàn và đang tiếp tục vận động một số hộ dân ở vùng trũng thấp đi sơ tán. Mực nước trên sông Ngàn Sâu vẫn tiếp tục dâng lên. Sáng cùng ngày, mưa lớn cũng khiến cho 5 điểm trên quốc lộ 15A, đoạn qua địa phận các xã Hương Đô và Phúc Trạch, huyện Hương Khê, bị ngập sâu từ 0,25 đến 0,8 mét, giao thông qua khu vực này bị tê liệt hoàn toàn. Ông Cao Vũ Thái, hạt trưởng hạt giao thông số 4, thuộc Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh Hà Tĩnh, cho hay, Công ty đã lập rào chắn, lắp biển cấm các phương tiện đi qua lại tại các đoạn bị ngập trên quốc lộ 15A. Cũng trong sáng nay, trên tuyến quốc lộ 12C, đoạn giáp danh giữa xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Bình đã xảy ra sạt lở mái ta lui, đất đá tràn xuống mặt đường khiến giao thông ách tắc cục bộ. Một số tuyến đường giao thông và cầu tràn ở các xã Lâm Hợp, Kỳ Lạc, Kỳ Sơn và Kỳ Thượng của huyện Kỳ Anh đã bị ngập sâu. Tại các đoạn đường bị sạt lở và ngập sâu này, lực lượng chức năng huyện Kỳ Anh đã lắp biển cảnh cáo người dân cấm đi qua lại để đảm bảo an toàn. Còn tại các huyện Thạch Hà, Vũ Quang và huyện Hương Sơn của tỉnh Hà Tĩnh, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của ba huyện này cho biết một số xã ở vùng Hạ Du đã bị nước lũ chia cắt, cô lập với bên ngoài. Lực lượng chức năng cũng đang tổ chức di rời một số hộ dân ở vùng ngập sâu. Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Viết Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho hay, lúc 13 giờ 10 phút trưa ngày 18 tháng 10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Trần Văn Doãn, 36 tuổi, trú tại tổ 9 thị trấn Nghèn bị nước lũ cuốn trôi khi thả lưới bắt cá tại cánh đồng thuộc xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc vào tối ngày 16 tháng 10. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, lũ trên các sông lớn trên địa bàn có khả năng lên trên mức báo động 3, nguy cơ cao xảy ra lũ đặc biệt lớn và ngập sâu kéo dài, trong khi thủy điện và các hồ thủy lợi lớn trên địa bàn đang đồng loạt xả tràn để điều tiết lũ. Để chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ, tỉnh Hà Tĩnh đã ra công điện yêu cầu các địa phương huy động lực lượng khẩn trương tiến hành tổ chức sơ tán ngay các hộ dân ở các vùng có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt sâu. Nước lũ dâng cao, quốc lộ 1 bị chia cắt. Nước lũ tiếp tục dâng cao khiến quốc lộ 1 đoạn qua phường Đông Giang, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị ngập cục bộ, có nơi ngập đến 2 mét, quốc lộ 1 bị chia cắt. Sáng ngày 18 tháng 10, thông tin từ công an thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết, mưa lớn kéo dài từ đêm 17 tháng 10 đến sáng 18 tháng 10 gây ngập lụt cục bộ tại các tuyến đường khu vực trung tâm thành phố Đông Hà. Đáng lưu ý, quốc lộ 1 có nơi ngập sâu từ 1 đến 2 mét, lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn, hướng dẫn các phương tiện di chuyển qua nhiều tuyến đường vòng tránh những nơi ngập nặng. Theo ghi nhận của phóng viên thời sự 24 h TV tại trung tâm thành phố Đông Hà, hiện nay nhiều tuyến đường bị ngập nặng, người dân phải sử dụng ghe để di chuyển trong thành phố. Tại các tuyến đường như là Đặng Dung, Hoàng Diệu, Thanh Niên, Trần Nhật Duật, quốc lộ 1 đoạn qua phường Đông Giang thành phố Đông Hà bị ngập sâu, các phương tiện không thể di chuyển qua những tuyến đường này. Lực lượng chức năng đã túc trực chốt chặn, cắm biển cảnh báo cấm người dân di chuyển qua những nơi ngập sâu nhằm tránh nguy hiểm. Tính đến sáng ngày 18 tháng 10, mưa lớn đã khiến mực nước sông Hiếu ở thành phố Đông Hà trên mức báo động 3 là 1,3 m, trên lũ lịch sử năm 1983 là 0,72 m, gây ngập lụt trên diện rộng ở tất cả 9 phường thuộc thành phố Đông Hà. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị đã triển khai các lực lượng quân đội, công an sơ tán người dân ở những vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, đồng thời thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ để đưa ra những phương án ứng phó kịp thời. Chúng tôi là Thời sự 24 giờ TV, những tin tức thời sự đáng chú ý có trong ngày sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị. Quý vị đừng quên like, share và subscribe để cập nhật sớm nhất những tin tức thời sự nóng hổi có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.